ប្រយោគព្រមទាំងបណ្ដាអង្គការភាពនានាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីសមូសរសិល្បៈមហាជនខ្មែរនៅខេត្តត្រាវិញឆ្នាំ2021នេះរាត្រីនេះដោយសេចក្តីគោរពពិធីបិទវិញសឹងកេរិនតងរេគតិដែលបិវ ផងដែរអង្គភាពទីក្រុងត្រាវិញជាខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីសមូសរសិល្បៈមហាជនរួមបណ្ដាមានតិកាដូចខាងក្រោមគឺរបាំមានឈ្មោះថារបាំប្រវត្តិស្រះដូនអមសំរួលតន្ត្រីដោយលោកគឹមវឿង ដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកគឹមវឿងសម្ដែងដោយនាដកករនាដកករណីនៃអង្គភាពមកពីទីក្រុងត្រាវិញ đến tham dự liên hoan múa công viên Khmer tỉnh Trà Vinh năm 2022, đơn vị thành phố Trà Vinh tham dự múa tân sử Âu Bà Ôm, âm nhạc Tuấn Đức, biên đạo Kim Dương, biểu diễn tốt múa nam nữ. Miền bờ rộng mà nèm cho mọi người, nước sơ trầy mà nèm cho mọi người. Đẹp từng bì sơ lạnh như thế nào. Còn thế, mình đứng từng hàng bờ rõ, rước nàng sơ trầy cho sơ đấy đầm đầm. Đâm bì bàn thân niên chiếc rộng, chiếc ở đây rộng vấn của lời. Miền ngày muối, nếp từng bì bàn lạc lạc nằm trên môi thân niên thả. Trong bờ rộng nước sơ trầy, trời bờ nàng thân niên chiếc sơ rạc mùi. Bởi hàng là tránh, hàng nút trời chiếc nèm cho sơ đấy đầm đầm. Ngày xưa ông Lũy và bà Ôm rất thương yêu nhau, cuộc tình sắp tiến tới hôn nhân thì cả ông Lũy và bà Ôm đều không biết ai phải đi hỏi cưới ai, nên cả hai cùng giao hẹn đi lao động. Ông Lũy đại diện phái nam chỉ huy những người đàn ông, bà Ôm đại diện phái nữ chỉ huy những người đàn bà. Cả hai bên cùng giao hẹn, đến lúc sau mai một thì cuộc thi chấm dứt. Hàng trống địa lý bằng kim nhang sắc đạo đôi miên kỳ ọp chiếc trò tiếng hàng trống của rõ đôi ảnh ảnh cầm lạc chiếc đôi trò đà là tiếng ra các kỳ ọp chiếc chiếc tới kỳ ọp có trở tại nhà đôi dốc chậm kỳ phụ từ chùa lưỡi chậm chừng thôi đôi chiếc cài bực rẽ ở chừng trống hàng của rõ kỳ kỳ chết nước sàn thả có phê sầm ra anh chọn cam trò buồn hơi cốc có buồn tiếc tự tệ ọp ตบรอบเป็นเรื่องแผลกบบกบบกบเปลี่ยนออกเตอร์เลยเราเฮ้ยข้างบัวร้องก็เยอะพร้อมจอดใจ bà Ôm nhận đầu khách ao, còn ông Lũy thì nhận đất phòng đề dài. Bên phía bà Ôm tích cực làm việc, trong khi phía ông Lũy thì sức mình chỉ lo nhậu nhẹt. Khoảng 12 giờ đêm, tiếng bà Ôm gần sâu. Bà nghĩ ra một kế là thả đèn lồng gió lên cao để đánh lừa ông Lũy. Ông Lũy nhìn về hướng đông, thấy đèn lồng gió tưởng là sao mai đã mọc, nên bỏ dở công việc ra về. Bên phía bà Ôm nhờ cực lực làm việc nên đến lúc sau mai mọc thì công việc xuân xuôi. Ông Lũy thua cuộc và đúng lời giao ước vẫn đi cưới bà Ôm. We'll be right back.
thì kia bố rõ trời xe nét chút thầy đàn đứng sạch trí chỉ riêng rõ hột mộc sạch bê khắp rõ phục tôn từ chìa sạch mùi lời sọc ngái chìa tiên tầm lén đem miên viên bó ổn bọc bụng phở trời châm nét sạch càng sĩ sạch càng sĩ nhộp niêm rõ bọc dễ ốm tạc ngồi bạch chú bọn sạch dễ ốm cứ chia lật tập hồn nây ca lô bọc tổng nền lô hề bà lò hỡi miên viên bó ổn hạ thả sạch đồn ốm rứ sạch sĩ đôi sóc đòn sóc ngài nhìn bắt đầu từ đó mà có tục lệ người đàn ông vẫn đi cưới người đàn bà. Hiện nay ông bà ông vẫn còn có nhiều thế hệ vẫn được quyền sổ lại và trở thành một khoảng cách ông bà ông khoảng 5 km về phía tây và là một con đường bắt dở đi về phía ông chức và dấu tích còn lại của công việc mà ông lũy đã bỏ dở khi xưa ngày nay vẫn đi lại và những chuyện hàng đó trên đoạn đường ấy.